Nếu các Bồ Tát tuy trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành trì giới, làm cho được viên mãn nhưng không hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình đến tận đời vị lai không gián đoạn, thì các Bồ Tát này không hộ trì được tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát, không viên mãn tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát tuy trải qua hằng hà sa số đại kiếp tu hành tịnh giới, làm cho được viên mãn nhưng hồi hướng tâm về thanh văn độc giác, thì các Bồ Tát này không hộ trì được tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát, không viên mãn tịnh giới Ba La Mật Đa của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát tuy không thọ trì tịnh giới của nhị thừa, nhưng không gọi là người phạm tịnh giới. Nếu các Bồ Tát hồi hướng về bậc thanh văn hoặc độc giác, tuy thọ trì nhiều tịnh giới của nhị thừa nhưng lại gọi là người phạm tịnh giới. Vì sao? Mãn từ từ. Vì nếu các Bồ Tát hồi hướng về thanh văn hoặc độc giác, nên biết đó là nơi hành.